Hoa Trà My, Mộc Hương xin mến chào lại tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay nhà vườn xin giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn cái cách pha chế một cái loài cái đạm cá mua trên mạng này. Đây là cái phân mà phân gà nở pha chung với nhau. Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn làm theo hướng dẫn của mình để pha cho tưới cho cây Trà My, cái Mộc Hương những cái cây cảnh. Giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi video. Thì cái đầu tiên là mình phải pha một xô nước ấy. Mình pha cho đầy cái thôi cái xô này á là tầm 18 đến 20 lít. Trong khi mình pha cái đó thì mình lấy cái ký ra. Lấy cái ký ra bắt đầu mình sổ cái phân này vô này. Sổ cái phân gà nở vô. Và tầm cái phân này là phân gà nở đấy quý vị. Đó, cái phân này là phân gà nở. Có nhiều loại gà nở lắm thì quý vị mua đâu cũng được, có thể là phân của Nhật, cũng có thể là phân của đất là gì đó. Thì quý vị đổ cho mình 200 gram, 200 gram chưa? Vừa đổ 200 gram, nhớ 200 gram đó nghe quý vị. Đó, 200 gram. Bây giờ quý vị đổ nước này, đó tẩy ra 200 gram thôi. Rồi tiếp theo cái loại đàm cá này thì quý vị đổ cho mình 3 nắp này. Đàm cá cô đập này. 3 nắp này thôi. Do là cái này nó hơi hôi nên là mình đổ rồi mình rửa tay sau. Một nắp này. Hai nắp này. Rồi, 3 nắp. Rồi quý vị đã đổ được 3 nắp là ok rồi. Và đúng 3 nắp thôi, đừng có nhiều hơn. Nhiều hơn mà cái cây nóng là mình không chịu trách nhiệm. Là mình vặn nắp lại. Và bắt đầu mình sổ cho nó tầm khoảng 18 lít. Là 15 đến 18 lít. Bằng cái mí này nè quý vị nè, đó nước nó lên ngang cái mí này nè là nó là 18 lít đây quý vị. Đó, hồi xưa cái thùng này là thùng sơn nên là người ta họ làm cái vạch này để sơn nó có độ dạng nữa. Đó thôi, ok, tới ngang đây thôi mình khoan nước. Rồi tiếp theo là quý vị lấy một cái cây, quý vị khuấy cho nó tan cái phần gà ra. Tại vì sao mà hôm nay mình làm cái liều lượng nó đúng như vậy là tại vì sao, là do là nếu mà cái đàm cá người ta họ khuyến cáo là 200 ml trên 20 lít nước, nhưng mà mình làm ít hơn nghe quý vị. Mình chỉ có làm 3 nắp như vậy thôi, với tầm khoảng từ 15 đến 18 lít nước và 200 ml, 200 gram là 2 lạng á. Cái phân gà nữa để cho hai thứ nó trộn lại với nhau. Hai thứ nó trộn lại với nhau thì hắn mới ra một cái liều lượng nhất định, nó không đậm mà cũng không có lạc để mà mình tưới cho cây Trà My, cái Mộc Hương, cũng như những cái cây quý vị trồng khác, thậm chí mà mấy cái cây thân mềm quý vị cũng tưới cho nó luôn đó. Thì
tuy là cái phân mà phân cá nguyên chất á, là thật sự đó, nếu mà mình bón cho cái cây rau màu á, cái cây ngắn ngày á, thì nó không sao. Nhưng mà cái cây trà mi là cái cây thân gỗ lâu năm, mà nếu mà mình bón cho nó mà đầm quá, mặn quá là còn cái cây nó hư rễ cám nghe quý vị. Thực chất ra cái gì về cái đúng cái lưu lượng của nó, chứ mình đừng có tận dụng nó nhiều quá. Thật sự ra nếu mà phân cho là mình bỏ cờ ít thôi. Thật sự ra hai thứ này là hữu cơ chứ không phải là vô cơ hóa chất. Hôm bữa mình có chỉ cho quý vị và các bạn xem là cái humic cộng với cái NPK, thì chỉ có cái humic là cái hữu cơ và NPK nó là hóa chất hóa học. Thì cái hóa học đó thì 100g của mình cũng pha, như cái video trước mà quý vị và các bạn cùng theo dõi trên cái kênh của mình á. Còn hôm nay là một số quý vị và các bạn cũng có nhắn tin gọi điện hỏi là cái phân cá với phân gà bỏ cho cây trà mi rồi có sao không. Thì thật sự mà nói là cái cùng một lúc mình bỏ là một lúc hai loại luôn. Đúng ra là mình bỏ trước một loại phân gà hoặc là phân đạm cá thôi, nhưng mà hôm nay mình không có làm hai cái video riêng rẽ, làm chung một cái video thôi. Đó, một thùng này là mình pha, quý vị và các bạn cũng thấy rồi, là ngâm cái phân gà cho nở. Rồi cái đạm cá đó là ba cái nắp cá này có 18 lít, rồi quý vị một tuần tưới một lần. Đó, bảo đảm với quý vị là cây nào nó cũng xanh tốt hết á. Đó. Thường thường á, thì mình tưới thử cho quý vị xem này. Cái nước của nó chỉ nó đục như vậy là ok rồi nè. Do cái cây này là mà mình bỏ trước cái phân gà rồi, mà không quan trọng là mình vẫn bỏ thêm đó. Mình vẫn tưới bình thường thôi, tuần mình tưới cho cây một lần, to nhỏ gì cũng được, cái to cái nhỏ gì mình tưới sao cho nó ướt ở trên là ok đó. Mình thử nghiệm trước cho quý vị và các bạn xem một thời gian nữa cây nó sẽ tốt như thế nào. Đó, cây nhỏ mình cũng hút bằng cá luôn, cây lớn này mình chơi bằng cá luôn đó, cây này mình chơi bằng cá luôn. Thà thật sự ra mấy cái phân tuy hữu cơ nó không có gì, nhưng mà mình bỏ nó vừa độ liều lượng thôi, nó đừng có nhiều quá nó cũng tốt đâu. Mình xíu mình chăm cho nó thì nó nhanh lớn, nó lớn lên như đúng rồi luôn. Đó, thì hôm nay mình chỉ cho tất cả quý vị và các bạn phân gà nữa đó. Cái loại phân mà họ bán trên thị trường thì phân gà nợ này thì nhiều, mà có nhiều loại lắm, gà nợ nhập Đức, Nhật Bản đó đó. Thông thường thì ví dụ quý vị không có đàn cá thì quý vị ngắm cái này không được, mà cũng tầm khoảng 200g và hai làng đó thôi cũng được đó. Bỏ còn không thì cứ rắc đại vô trong cây như này nè, mà theo mình nó rắc không có bằng mình ngâm vô nước để mình tưới đâu quý vị. Mình ngâm vô nước mình tưới nó hay hơn, một tuần mình tưới một lần đó quý vị. Thấy lâu lâu cây của mình quay lại nó tốt không. Rồi đây là đàm cá này mua trên mạng này, trên mạng thì nó bán rất là nhiều. Mà đàm cá này thì nó không có giả đâu quý vị, thường thường đàm cá này thì một cá nước ngọt hay cá nước mặn, mà đa số là cá quý vị mua cá nước ngọt á, cái cá nước mặn thì nó có muối, cho nên là quý vị mua cái cá nước ngọt á thì nó hay hơn. Họ phá chế rồi, nói chung họ tính toán cho mình rồi, mình chỉ về mình canh cái lưu lượng ít hơn tí thôi. Còn cái này thì với các bạn quý vị pha tưới cho cây, thì thời gian nữa là cây nó tươi tốt. Cái gì vậy, cái trà mi nó cũng tốt luôn. Hiện tại là mình chưa tưới này, tại vì là mình ngâm cho nó tan hết hoàn toàn đó. Tại vì cái phân gà nữa có một loại là gặp nước là nó tan luôn, còn một loại á là nó phải ngâm khoảng tầm nửa tiếng một tiếng vậy thôi, là tự động nó tan hết rồi bắt đầu mình tưới cũng được đó. Nó giờ nó đổi màu rồi quý vị nè, thấy không, nó đổi màu rồi đó. Mình chuẩn bị bên này thêm một số phân humic nữa này đó, mình tưới cả hai loại luôn đó. Quý vị xem cây cối của mình nó bục phun đọt quá trời này đó nè, quý vị thấy nó phun đọt chưa nè, nó tốt chưa nè đó. Nè, nó thấy chưa, nó lên quá trời, nó tốt như gì luôn.
Người ta nói cây trà mi lâu lên thì nó thật sự là trong các loại cây thì nó lâu lên thật, nhưng mà chăm theo cách của mình thì nó cũng lên ào ào này đó, nó lên một đống nhánh luôn tươi tốt. Cái này cái Nhật Bản này đó, bông này nụ này mà chuẩn bị quá trời hoa này, cái đỏ Mỹ này đó. Thì video của Triều tới đây thì cũng xin tạm dừng, và xin mến chúc đến tất cả quý vị và các bạn chăm cây được tốt tươi thành công, luôn luôn chúc cho quý vị và các bạn luôn sức khỏe dồi dào, bình an. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các video khác.